Mới đây, một nam thanh niên tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã biến một tòa nhà bỏ hoang thành nơi trình diễn nghệ thuật của mình và anh đã biến các bức tường thành những tác phẩm nghệ thuật thật ấn tượng. Chàng trai 25 tuổi này có biệt danh là Rob. Những tác phẩm của anh phát họa diện mạo đô thị thay đổi chóng mặt ở Trung Quốc với công trình và công nhân là những hình ảnh thường gặp. Rob cho biết anh muốn nói lên cảm nhận của mình về sự phát triển của Bắc Kinh, nơi đang có 20 triệu dân sinh sống. Kể từ sau Thế vận hội năm 2008, Bắc Kinh đã phát triển nhanh hơn, các tòa cao ốc mọc lên như nấm, nhưng đồng thời cũng để lại những tòa nhà bỏ hoang như thế này. Đây chính là giao điểm của cái mới và cái cũ. Tôi quyết định biến những công trình bỏ hoang này thành một sàn diễn nghệ thuật đường phố. Tôi hy vọng nhiều năm sau, mọi người sẽ nhìn lại tác phẩm của tôi và nhớ về Bắc Kinh của những ngày này. Anh cho biết anh không quan tâm đến việc liệu mọi người có hiểu các tác phẩm của anh hay không. Cho đến nay, Rob đã có gần 200 tác phẩm như thế này.